Hello, xin chào tất cả mọi người đến với channel Anime Game. Và hôm nay mình sẽ làm gì một clip là chơi map sa mạc nhé các bạn. Map sa mạc mới vừa update mới nhé các bạn. Chuẩn bị update vào ngày 8 tháng 9 nhé các bạn. Update thứ nhất. Đây nha mày. Và cái đảo bay dịch giờ đã bị sập nha mày. Mình cảm giác mình nhảy chỗ đó hoài cũng hơi chán nha mày. Mình sẽ đi chắc chỗ này đi các bạn. Chạy vô là tỷ lệ phần trăm gớt cái ca rất là nhiều, mà là 24 luôn nha mày. Mình cũng to nha mày. Mình nghĩ cái update mà 1.3 sẽ update sớm hơn nha các bạn. Tại vì mình thích chơi sự kiện Halloween. Mình có cái map mà zombie khá là hay luôn nha các bạn. Nhớ đăng ký kênh, like và share nha mấy bạn, để cho mình có động lực để làm nhiều hơn nha mấy bạn. Mình sẽ làm màu bút nha mấy bạn. Là giàu như vậy, có ca luôn. Má bình thường cũng có nhưng mà má bình thường khá là ít nha mày. Có sa mạc là hồi đó mình thấy là 5-6 con có ca không mày. Đa số. Tại hồi đó mình chơi má sa mạc nhiều lắm mày. Mình gặp boss là toàn có ca không. Mình đang chờ update mới nha mấy bạn. Các bạn gắng chờ để mình sẽ quay nhiều hơn nha mấy bạn. Cái lỗ này hình như bị thủng hay sao vậy? Một là đi té xuống này, chủ nhà làm gì đó nó sẽ té xuống hoặc để đồ nặng quá. Đây là cái dính không? À,
bạn ơi, đậu nó mi to lắm mày. Qua khu này có nhiều người làm fan highlight lắm mày. Mình sẽ tới cái chỗ đó là mình sẽ làm một fan highlight cho bạn xem. Một đoạn cả hai là ngã hay không ấy. Đây mình sẽ chạy qua bọn như vậy. Rất may là có số 2 gần gần đó như vậy. Bởi cái gì mình có chết thì số 2 qua cứu mình. Đây tòa nhà này như vậy. À, tòa nhà mà chưa xây xong ấy. Hoặc là nó bị đổ hay sao vậy? Đổ nát như vậy. Đây. Số 2 chỉ cách mình 100m thôi. Mình sẽ dậy lên đó nha các bạn. Và người ta ưa làm phá hai lái đây lắm. Mình lập hai. Đứng đây nhìn khá là cao nha. Bạn nào sợ độ cao các bạn đừng có lên đây. Sẽ lụm máu nha mẹ. Và mình đã biết rất là nhiều map bắt cua ở đây nha mẹ. Có một chỗ mà mình quên mất là bắt cua ở đâu nha mẹ. Ui. Mẹ chết rồi. Số mình gắt hơn luôn á. Đây. Mình rất là từ từ như vậy. Chứ nãy mình lên nhanh quá thì kết quả thì như bạn hiểu rồi. Đây nha bạn. Người ta ưa nhảy đây lắm nha bạn. Mình sẽ uống nước cái nha bạn. Ủa sao không có ai gần mình hết gì. Mình sẽ kem đậu mình thua mắt mi nhé. Ai người ta phải nhảy này nữa. Ừa rồi. Giờ là một anh cả hàng ngã gì công đó mày. Mình đang có nó lúc đầu. Ê. Ok. Đồng đỏ không có qua giúp luôn mày. Ham đi ăn boss này. Bạn số 2 tới cứu mình đi mày. Một thì càng ngày càng sáng hơn. Đừng có chào bông khói. Tấp nhanh các bạn. Một là mấy bạn đi nấp. Hai là mấy bạn bắn nhau đường đường luôn. Các bạn đi trốn thì các bạn dành cho bình nước thôi. Dạng như mình mà đi nước dạo đó. Cái kiểu đó cũng dạng như là đi trốn nha các bạn. Mình nghĩ bạn nó mấy bạn nó nên đi nước dạo các bạn mà nước á. Nên đi lúc dạ.
tránh xa lịch càng tốt nha bạn. Tại vì mấy bạn ở top càng cao thì mấy bạn sẽ gặp được nhiều hơn. Và khoảng tầm còn 20 người hay là 15 người như mấy bạn. Không bao giờ có boss nha bạn. Trường hợp này rất là hiếm ra luôn nha bạn. Đây là hình như là đây là cái nguồn điện thoại mình nói như vậy. Đây. I got supplies. Khu đình thờ rất là rộng như vậy. Trang trí khá là đẹp. Có đài phun nước ở chính giữa luôn ấy. Ông nội mình vừa chát gì vậy. Scope 3. Có một người con mình nữa mày. Đây. I got supplies. Hình như là tiếng Hàn Quốc. Hình như là lo hay là Hàn Quốc vậy đó. Mình cũng không biết nữa mày. Mà mình nghĩ là Đài Loan. Đền thờ này khá là giàu nha mày. Tấm hình mà hai mình thấy nó màu quá mày. Hình như là một người sao mình nghĩ là người đàn ông. À, cánh tay nha mày, là cánh tay nha mày, rồi khuôn mặt ở trên đây nha mày, rồi áo quần, hình như ở đây cầm cái gì nha mày. Một là cây thánh giá, hai là hình như mình thấy nó gì đây, đây 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 đấy, mình nghĩ là cái thánh giá này, tại vì mình không gành về đạo lắm nha bạn. Hình như mình thấy cái gì sẽ sai bắn con viên. Mình nghĩ không, mình không biết cái cửa sổ này được leo ra đây được nha mày. Đây em thử coi, nó cho leo lên cái cột này. Hình như mình vừa thấy gì đó nha mày. Mình sẽ đi cho bạn xem. Mình sẽ lút nó đạn luôn. Leo gà nha mày. Hay được. I got supplies. Đây mé này bé hãy đi từ từ thôi. Quả bạn lên đây. Trên nóc nhà vẫn có đồ này. Không tin luôn. Mà có bậc này luôn các bạn. Mình đi nhà phát hành cho chúng ta leo lên đây được sao vậy? Chơi đó giùm mới biết luôn. Mà mình không leo lên được đây mấy. I got supplies. Chén nhạc phải hành ghê luôn. Làm cho tới cùng luôn mấy. À, cái chỗ này các bạn núp được các bạn. Nếu như bò thu về đây á thì nó sẽ trốn được ok hơn. Đây, hoặc là địch đi ngang á mày, đeo cửa sổ ra mày, và địch nó đi hướng này không à,
Mở bạn đang ở phía sau để bạn có thể bắn chết địch được. Search for vehicles. Này. Bạn cứ ngồi đây hồi máu địch chạy ra đúng không? Bạn bắn được. Trong thời gian đó bạn có thể thử được địch nha bạn. Bạn nào nghe không hiểu thì mình nói cho dễ hơn là giết địch nữa nha bạn. Tem hình như là xe có 2 chỗ này. À. Mình nghĩ là 4 chỗ này. Mình khá lắc như vậy. Chứ tài xế không có lắc đâu. À, bị lắc này. Mình nói cho cụ thể hơn là wifi kém này. Trước mặt có thính nha mày. Mày nghĩ cái tem mà không đi lút thính đó mày. Hình như mình thấy chỉ có chiếc xe này rồi. Watch out. No. Cháy gắt như mấy. Mình thấy bắn mà hám chính thì bắn một viên rồi đó bạn. Mà mấy anh đi khác mini 4 tát còn mình tát không thấy hay cho lắm. Hàng ba sấy luôn. Các bạn này tát không? Tát mà tát không dính luôn. Đấy. Sẽ không có thể sức lớp xa như vậy. Mình hoàn sức lớp. Chừng em địch mà tấn công lại gần á, mình sẽ bắn nha. Này. Đáng lẽ mình có thể tham gia nhưng mà mình không biết bắn xa cho lắm. Đi chát rồi cho đi sức lớp. Ui, 8 luôn. Vào thế bộ. Ông mày có cấp 3 nữa mày. Nãy mình đi mà không để ý. Sẽ chắc 1. Mấy bạn không biết được lượng đâu. I got supplies. Được nó đâu vậy ta? Còn cấp 3 cũng hơi khó nhìn nữa mày. Nhưng mà như đây cũng đủ ngắm rồi. Let's go. Tem nó vẫn còn thách thức nữa. Mình sẽ bắt cô cho bạn xem. Ê, mình đã bắt cô chưa? Bạn bắt cô lên nóc xe, bạn nhảy lên đây. Đấy. Cũng có một đường dễ hơn.
À mình đã thấy. Let's go. Mấy mít nữa mày. Đó. Let's go. Nói chuẩn như cơm mẹ nấu. Rất biết chơi luôn. Watch out! Mình tới thành bịch không ơi. Đúng rồi. Đúng đi. Đúng rồi. Quá hay luôn sao mày. Và mình chỉ biết coi tên mình. Và mình đã chặn đường số 2, số 3 chứ rồi. I'm really sorry. Mình sẽ cắt cái mỏ vì tưởng được nha. Phải số 3 chết quay nha mày. Số 1 được cứu nha mày. Tem đó hình như là 4 thằng luôn mày. Các bạn thấy mình bắn ca hay thì các bạn nhớ để lại một like nha mày. Số 2 có thể ô con tem mà sao bắn nha bạn. Hình như là ít cái ít. Phía sau xuống phía sau. Pha đó mình biết gì mình gạt chân luôn á. Bồ. Bồ đi đã chết nha bạn. Cái thằng mà nãy mình bắn mà không chịu gạt chân. Mà đồng đội thì cứu mấy anh điên liền này. Dạng như là cứu mà những người nhiều máu hơn á các bạn. Thì là phải chết đồng đội kia các bạn. Cái đó người ta gọi là sự hy sinh các bạn. Ở đây đây mình thấy cả thằng chứ mạng này. Ngay chỗ ngọn núi hình như đang cam ai các bạn. Số 2 không thấy nữa thôi luôn. Một thì đang nghỉ ngơi. Ồ, một của chúng ta đã thấy. Một hình như bắn không được chuyện cho lắm như vậy. Mình nghĩ bo thế nào cũng đốt không thầy. Mình nghĩ tên này chạy thôi. Nó chạy ghìa núa bên tay phải bạn. Tại ở đây có xe nha bạn. Đấy, hai chiếc xuống.
một khỏi gì, gì sợ khỏi tốn máy mày, mà mình chỉ sẽ một chết thôi, tại bo giờ rất là nhỏ luôn, khi mà nó thu vô một cái là coi như là một xác định luôn, bơm máu liên tục chứ không là bạn ấy xác định là chết luôn mày. Tầm này cố chạy bo vô cũng mình thấy cũng không được. Nếu như bạn ghé mà bạn rước số 2 cái là thôi. Rồi rồi rồi. Rất may luôn các bạn. Số 1 máu đỏ. Rồi chắc bị sấy. Mình nghĩ khu nhà này ít nhất mấy con thằng. Chứ khu nhà ngon gì mà không có thằng nào. Hơi uổng. Khu nhà này chắc chắn 100% có thằng luôn các bạn. Mình nghĩ bo về thu khu, bo về thu ngay chỗ khu nhà này các bạn. Tại hồi đó mình chơi mà bo đó từng thu ngay chỗ khu nhà này. Watch out. Bắn nhau toàn là mấy anh đúp không các bạn. Với hồi đó mình cũng chơi một lần. Hoặc mình không hiểu sao mình bắn chết. Hoặc nó zoom lại gần mình mới biết nó là bung. Nó bung ở dưới nền các bạn. Mình không hiểu sao nó bung hay dữ. Một là nó hát, hai là nó bung. Mình nghĩ là nó bung. Các bạn nghĩ các bạn ít thằng hát nào nó đi xuyên tường lắm. Nếu mà không có người nữa là thôi rồi. Đấy 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 đấy. Thế là xe nổ vậy. Nó mà xáy thì mình đợi. Rất may luôn. Một với hai may quá mày. Thế nào nó cũng nhảy trên đồi. Thanh niên đó không bắn tụi mình. Nếu như bắn tay mình á thì cũng bị tên tên trên đầu bắn chết thôi. Cái núi đó mình biết nhảy nhưng mà ít ai nhảy lên đó. Tại vì người ta tưởng leo không được các bạn, mà leo rất là dễ luôn. Các bạn chỉ cần đi ngay chỗ mà mé mé ngay chỗ này các bạn. Các bạn đi nhảy nhảy từ từ lên đây. Đó, vậy là được các bạn. Mà hồi đó giờ mình ít thấy ai lắm. Bo này đâu có ai lên chợ đó các bạn. Số 2 hình như bắn đâu mấy. Một là khu nhà. Mình nghĩ là khu nhà là chính rồi. Rồi đúng luôn các bạn. Một tên vừa nhà nãy nhảy núi xuống. Một tên ngay chỗ nhà kho. Hình như cái khu này là dành cho những người mà lang thang ấy. Mình tạm thời gọi những người đó là vô gia cư nha mấy. Nhà của vô gia cư nha mấy. Nghĩ số A ăn. Đúng luôn các bạn. Và có một tên nữa mà gần nghe cho bạn muốn. Hai tên luôn nha bạn. Ba tên luôn. Số 1 vào nhưng mà sấy rất là mù mắt luôn nha bạn. Sấy không phải là dạng đùa đâu các bạn. Hình như các bạn đã kìm hai tay sao. Ui, một chế bơm xém chết. Một tên trên đầu nó đang may me nha mày. Tên trên đầu nó chạy qua bên tay phải nha mày. Tay phải của nó là có thể giết được số 1 nha mày.
Mình nghĩ đấy, chơi tên trên đòn nó ngu. Nếu như bo thu vô là tên trên đòn phải chạy xuống, mà phải gặp ngay chỗ số 1 nữa. Mày thấy rõ ràng không? Tên trên đòn nó ngu rõ ràng. Nó có thể bắn được số 1 nhưng mà tên trên đòn nó bị ngáo. Bụi lùm này khá là phế vật luôn nha các bạn. Nếu như các bạn nằm á, các bạn nhìn thấy cây mà hơi tư thì các bạn cũng đủ hiểu nó rồi. Rồi trên tên trên đòn nó khôn ra các bạn. Hai tên luôn. Tên này nó bụi như vậy. Đây. Rồi thanh niên này nó ngu luôn các bạn. Các bạn nghĩ mà cái bụi cây màu xanh lá, nó mặc nguyên cái bộ cỏ gơm màu vàng mà nó chạy vô. Các bạn đi nghe các bạn cũng nhìn thấy nữa, trừ khi các bạn là mù màu. Hình như thằng đó trên đồi sao bạn. Nãy tay mình chết như cái này bạn. Mình không được ấn dấu cho các bạn thấy được là mình đang câu với người khác. Đây chỗ này bạn. Nó bắn tem mình như thế này, tem mình chết như thế này, vì tem này là chắc là bắn hoặc là tem trên đồi, mà mình nghĩ tem trên đồi nó bắn. Tên này chỉ là mấy ông đắc lợi thôi này, được hưởng cái tết 2. Hình như có người mở mic mic ai là tất cả các bạn. Đây ai là tất cả như vậy, mà mình nghĩ tem mình, tại vì mình đang mở mic tem rồi nè, tem rồi. Ai là mic của người lạ nói là biết hết luôn. Tem thì các bạn nói là các bạn nghe cho trong tem. Ai là các bạn nói với người lạ. Xong rồi. Nói mà có thể đồng đội với bạn nghe được luôn. Đấy. Các bạn nghe tiếng chưa mẹ? Mình nghĩ là Việt Nam, tại vì mình nghe tiếng giống giống Việt Nam ấy. Mình nhớ cái tên trên đầu là người Việt Nam các bạn. Cái tên này sao phải là Việt Nam được. Đấy. Anh đây này chỉ là nuôi ăn bắt lợi thôi các bạn. Núp vào bắn thôi. Tên này thế nào cũng bị trừ thưởng rồi. Cái kiểu này thôi rồi. Tên đó mà không nhìn được nữa thôi mình cũng lại luôn. Tên này ngáo các bạn. Trong nhà vệ sinh mà nhìn không được luôn. Hình như bạn đó đang nằm mà sao vậy. Đấy. Mình thấy cây súng không vậy. Đang nằm mạng bên tay phải. Vậy mà không nhìn được luôn. Honey này hơn quá. Thấy. Rồi luôn. Gấp tiếng cho mày. Mà mình sẽ kết thúc video tại đây nha mày.